Tập 26. Ca, nghe nói ở buổi triệu sáng nay Tề Dương điện hạ buộc tội huynh cho quân đồng trú tự ý giết hại Tá Điền, có phải thế thật không? Không sao rồi, người của ca ca mà muội còn không tin à? Bọn họ đã tự ôm hết tất cả tội trạng, còn hoàng thượng cũng chỉ mắng huynh mấy câu, quản lý yếu kém, giết phạt bổng lộc mấy tháng cho có lệ thôi. Xưa giờ hai vị điện hạ vẫn luôn gắn bó thân thiết. Tề Dương này đúng là hồ đồ, đâu phải ngã không biết ca ca đang làm việc giúp điện hạ. Vì chuyện này mà bọn họ đã từ mặt nhau rồi. Cái gì? Chính vì điện hạ quá dung túng nên Tề Dương mới không nể nang gì như vậy. Lần này không thể nhân cơ hội trừ khử hắn, đúng là đáng tiếc. Nhưng huynh à, nói gì thì ngài ấy cũng là một hoàng tử, làm vậy liệu có quá mạo hiểm không? Yên tâm, ca ca không ngốc. Ta muốn ép lục dân ra tay, sau đó tìm một cái cớ nói là Tề Dương dẫn người đến quân doanh gây sự. Vừa hay lục dân biết rằng Tề Dương đâm tỷ tỷ của mình bị thương, trong lúc tức giận mới xảy ra cơ sự này. Nếu được như vậy, vừa giải quyết được Tề Dương, vừa có thể thuận lợi trừ khử Lục An Nhiên. Thì ra là vậy. Nhưng huynh à, sau này huynh đừng mạo hiểm như vậy nữa. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Ta biết rồi, ta còn phải giữ mạng để bảo vệ muội đúng không? Nhưng nhắc đến Lục An Nhiên, dạo này ả sống không tốt lắm. Không những bị Tề Dương điện hạ đâm cho một nhát, mà đến nhà hoàng ả tin tưởng cũng đòi rời phủ. Trước khi đi còn làm ầm ĩ một trận, đúng là hả lòng hả dạ. Muội muội, có lẽ chúng ta có thể mượn cơ hội này cùng lúc trừ khử cả Tề Dương lẫn Lục An Nhiên. Đại phu, ca ca ta thế nào rồi? Không còn gì đáng ngại nữa rồi, hai ngày nữa sẽ tỉnh lại thôi. Cảm ơn ngài. Không có gì, không có gì. Vẫn là nhờ Thẩm Băng chủ phúc lớn mạng lớn nên không bị thương chỗ hiểm. Ta đi trước đây, ngài vất vả rồi. Đại tiểu thư, ngoài cửa có người tìm tiểu thư. Không gặp mấy ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác rồi. Ai mà ngờ được người từng là tỳ nữ trong Dương phủ nay lại trở thành chủ nhân của nơi này. Tiêu tướng quân quá lời rồi. Chỉ là hiện giờ huynh trưởng bệnh nặng liệt giường, ta thay mặt huynh ấy xử lý một số việc vặt thôi. Thực sự chưa thể nói đến hai chữ chủ nhân. Chẳng hay thương thế của Thẩm Ban chủ hiện giờ thế nào rồi? Tiêu tướng quân, ta và ngài hoàn toàn không có giao tình. Ngài không cần mất công ở đây hàn huyên với ta đâu. Có việc gì xin ngài cứ nói thẳng. Được, vậy thì ta không vòng vo nữa. Lý do Thẩm Ban chủ hôn mê trong lòng cô rõ hơn ta.
Cô nương, lẽ nào cô không nghĩ đến việc đòi lại công bằng cho huynh trưởng của mình sao? Lục An Nhiên đâm huynh trưởng ta tất nhiên là đáng chết. Nhưng hôm đó rốt cuộc là ai trói huynh trưởng ta lại để dựng màn kịch đó? Tiêu đại tướng quân tưởng ta không biết ư? Đúng là Khánh Dương điện hạ và ta muốn thăm dò rõ Lục An Nhiên, nhưng mà bọn ta chưa từng làm gì Thẩm Ban chủ cả. Nếu không phải Lục An Nhiên bán bạn cầu dinh thì sao chuyện lại đến nước này? Vậy hôm nay Tiêu tướng quân đến tìm ta là muốn tiếp tục thăm dò thực hư về chuyện của Lục An Nhiên ư? Người này quá khôn ngoan sắc sảo, tàn nhẫn, quyết đoán, giỏi bày mưu. Nếu còn giữ lại sẽ không có lợi cho ta và cô. Nếu Đông Thanh tiểu thư đã bước chân vào giang hồ rồi, lẽ nào lại không có lấy một chút tư tưởng ân đền quán trả ư? Vậy tướng quân muốn thế nào? Mặc dù Lục An Nhiên làm việc vô cùng kín kẻ, nhưng mà cô ta có một nhược điểm chí mạng, đó chính là Tề Dương điện hạ. Chỉ cần cô nương dốc sức giúp ta trừ khử Lục An Nhiên thì Tiêu Mộ hứa sẽ bỏ qua hết những gì gần đây quý bang làm. Không ngờ đường đường là một đại tướng quân mà cũng dùng thủ đoạn hạ lưu như lợi dụng tư tình để đối phó với người khác, quả là mở rộng tầm mắt. Đông Thanh cô nương, ta không hề nói bọn họ có tư tình. Tướng quân có thể dứt bỏ sự cương trực của một quân nhân, nhưng Đông Thanh không thể làm mất thể diện bang Thanh Hà. Tự ta sẽ có cách để đối phó Lục An Nhiên. Mời tướng quân về cho. Cô đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, không tiễn. Con cho trẫm xem những thứ này rốt cuộc là muốn làm gì? Nhi thần muốn đòi lại công bằng. Bề đảng của Tiêu Ánh đã bị xử tử, Dục Dương cũng chịu trừng phạt rồi. Chuyện này không cần bàn cãi thêm, con cũng đừng làm to chuyện nữa. Phụ hoàng là thiên tử của con dân Đại Hãn, nhưng vì sao lại nhiều lần làm ngơ trước khổ nạn và oan khuất của họ? Xem ra con thực sự muốn đòi lại công bằng rồi. Vậy trẫm hỏi con, công bằng là ở đâu? Công bằng được viết trong luật pháp, ẩn trong lòng người. Nếu công bằng được viết trong luật pháp giống như con nói, thì sao con không đi tìm Hình Bộ, không đi tìm Tâm Ti đi, đến ngự thư phòng của trẫm làm gì? Vì trong lòng con biết rõ công bằng ở trong tay trẫm. Trẫm hy vọng trong lòng con hiểu rõ phép tắc chân chính không phải do trời mà do thiên tử quyết định. Vì vậy con phải suy nghĩ kỹ xem, muốn có được công bằng đích thực, có phải nên nghĩ đến chuyện ngồi lên vị trí kia hay không?
Điện hạ, Tiêu Ánh không ở trong quân doanh. Vừa nghe ngóng được, hắn đến Ban Thanh Hà. Hiện giờ Ban Thanh Hà do Đông Thanh tỳ nữ trước đây của Lục phu nhân phụ trách quản lý. Hắn đi tìm Đông Thanh. Tình hình cụ thể thế nào, thuộc hạ không nghe ngóng được rõ lắm. Người mà thuộc hạ hỏi, chỉ nói lấp lửng. Kẻ này có quá nhiều toan tính riêng, chưa chắc đã trung thành. Sau này phải đề phòng hơn. Vâng. Tiểu thư, xem ra cá đã cắn câu rồi. Người theo dõi Tiêu Ánh quay về nói, trong hắn có vẻ rất tức giận. Khi rời khỏi Ban Thanh Hà, không sao, hắn càng tức giận càng không dễ dàng để yên. Có điều ngươi vẫn phải nhắc Đông Thanh cẩn thận đề phòng, thấy đủ thì đồng ý với hắn, đừng làm tổn hại Ban Thanh Hà. Vâng. Đồ tài nói này tiểu thư, có gì thì nói đi. Tiêu Ánh là đại tướng quân, chúng ta làm thế này ngộ nhỡ không thành công, chẳng phải sẽ chuốc quả lớn sao? Cứ lo trước trong sau thì làm sao đối phó với Tiêu Ánh được. Nhưng mà hiện giờ giữa Tiêu Ánh và Mục Trạch đã có hiềm khích rồi, phải khiến hắn cảm thấy không thể khống chế được Tiêu Ánh nữa, chúng ta mới có cơ hội diệt trừ hắn. Tuy Tiêu Ánh nắm trong tay quân đồn trú trong và giang kinh thành, nhưng nếu không phải để phục vụ cho mình, với tính cách của Mục Trạch cũng sẽ không để người khác được lợi. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Vậy Tề Dương điện hạ thì sao? Ngày ấy đâm ta một nhát, ta lợi dụng ngày ấy một lần, bọn ta coi như hòa nhau. Ý huynh là đúng là bọn họ có tư tình thật. Tuy tỷ nữ kia cố tình giấu giếm, nhưng mà biểu cảm của cô ta bán đứng cô ta. Có điều cô ta không chấp nhận điều kiện của ta, lại khiến ta cảm thấy hơi khâm phục. Ca, huynh đừng mãi khâm phục cô ta. Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Tuy trong cô ta có vẻ rất cứng cỏi, nhưng dù sao hiện tại Ban Thanh Hà cũng như rắn mất đầu. Cô ta chỉ là phận nữ nhi, chỉ cần ta dùng chút thủ đoạn, sợ gì cô ta không đến tìm ta. Vậy sắp tới huynh phải nhanh lên. Chứ dạo này tâm tư điện hạ toàn ở chỗ Lục An Nhiên thôi. Ta còn phải thể hiện sự độ lượng của chính phi, nên không thể nói gì. Đúng là ức chế chết đi được. Ta cũng đang lo đây. Dù sao hiện giờ Tề Dương vẫn đang theo dõi ta sát sao. Không hay rồi. Thanh Hà Quyển, làm gì thế? Các ngươi muốn làm gì? Có dân thường đến quân doanh tố cáo Ban Thanh Hà lấy danh nghĩa cướp của người giàu chỉ cho người nghèo, vào nhà dân cướp của, đốt cướp giết hiếp, là kẻ ác của vùng này. Trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, không ai được phép ra vào Ban Thanh Hà. Giới dẫn, dân thường nào tố cáo, các ngươi gọi người đó đến đây đối chất đi. Các huynh đệ, chúng ta liều mạng với chúng. Liều mạng, cấm nhúc nhích. Ta muốn gặp tướng quân của các ngươi. Biết ngay là cô sẽ tới tìm ta mà. Tiêu tướng quân, rốt cuộc ngài muốn thế nào? Ta đã nói với cô nương rồi, chỉ cần cô giúp ta lấy được chứng cứ Lục An Nhiên tư thông với Mục Xuyên, ta sẽ lập tức rút binh. Chờ chút. Có chuyện gì? Chỗ rau này mang đến cho Lục phu nhân à? Đúng rồi, cho bà lão này nhìn xem có tươi không nhé. Cái này có gì hay mà nhìn. Vậy bà nhanh lên, ta đi tìm người chuyển rau vào. Được.
giờ Dậu ba khắc gặp nhau ở nhà riêng ngoại ô phía Tây. Không ngờ bọn họ lại gửi thư cho nhau bằng xe chở rau, hằng ngày đưa đến viện của Lục An Nhiên. Đúng là cao tay thật. Nếu không phải tướng quân moi được tin từ miệng của Đông Thanh thì ai mà phát hiện ra chứ. Mama, nhét bức thư này về chỗ cũ đi. Nếu đôi Nguyên Ương số khổ này không gặp nhau thì làm sao chúng ta bắt tại trận được. Dạ. Điện hạ. Điện hạ, bao lâu rồi mà vẫn không hiểu phép tắc? Thiếp có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Có chuyện gì quan trọng? Hôm nay nữ đầu bếp lấy nhầm rau của viện Lục phu nhân về, không ngờ lại phát hiện ra một vụ bê bối động trời. Điện hạ, Thẩm đại ca thế nào rồi? Vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đại phu nói huynh ấy không có gì đáng ngại nữa rồi. Đồng Thanh, lại đây. Bình lính bên ngoài là sao? Tiểu Ánh biết điện hạ chưa từ bỏ ý định điều tra hắn ta, vì vậy hắn bao vây nơi này nhưng không hề ra tay. Hiển nhiên là muốn mượn chuyện này để trao đổi với ta. Đồng Thành, cô đừng lo, có gì cứ nói thẳng. Hắn hẹn ngày giờ Dậu ba khắc gặp tại nhà riêng ở ngoài thành phía Tây. Chăm sóc Thẩm đại ca cẩn thận. Xin lỗi, Tề Dương điện hạ. Thanh Hà Quyển. Xâm Diệt, lát nữa phải nhờ ngươi phối hợp rồi. Yên tâm đi, giao cho ta. Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! An Nhiên! Trong phòng có người thả mê hương, ta sợ mình ngất xỉu nên mới dùng trăm tự đâm chính mình. Xâm Diệt đánh nhau với bọn chúng để bảo vệ ta, nhưng lúc hỗn loạn ta chạy ra ngoài. Điện hạ, chuyện này chắc chắn có gì đó mờ ám. Đi, đi vào trước đã. Xâm Diệt. Xâm Diệt, người xấu ở đâu ra? Đến cái bóng còn chẳng thấy.
Có lẽ kẻ đó nghe thấy tiếng động bên ngoài nên nhảy ra ngoài cửa sổ chạy rồi. Có chuyện gì vậy? Thì ra là thế. Điện hạ, chắc chắn là Lục An Nhiên hẹn gặp riêng Tề Dương điện hạ ở đây. Không may là chúng ta đến trước, bèn diễn mạng khổ nhục kế này. Dương phi, ta là nam tử chưa có hôn phối. Trước đây cô thiêu dệt chuyện tình cảm của ta đã đành, nhưng những lời cô vừa nói không chỉ bôi nhọ Lục phu nhân, mà còn làm mất hết thể diện của Khánh Dương điện hạ. Nếu chỉ muốn nói cho sướng miệng thì cũng đáng khinh quá rồi đấy. Nếu như trước đây ta nói quan cho hai người, vậy thì hai người càng nên tránh hiềm nghi mới phải. Tình ngay lý gian mà. Điện hạ, ta thấy đây chính là tình cũ khó dứt. Cửu đệ, sao đệ lại đến đây? Tiêu Ánh hẹn ta đến. Tề Dương điện hạ vẫn luôn tự cho mình là quân tử, không ngờ lại là loại người dơ bẩn thế này. Tiêu Ánh, ngươi đến cũng đúng lúc quá nhỉ. Đông Thanh, Đông Thanh, cô, Lục phu nhân hỏi hay lắm. Nếu không nhờ có tâm phúc người xưa của người, làm sao ta biết người và Tề Dương điện hạ lén lút tư tình chứ? Đông Thanh, sao cô lại về phe Tiêu Ánh? Chẳng phải cô nói hắn muốn trao đổi với ta sao? Tề Dương điện hạ, ta không hề nói thế. Lục phu nhân thủ đoạn cao siêu. Hôm nay ta dẫn cả Đông Thanh đến đây chính là để đề phòng cô không chịu nhận. Đông Thanh, cô nói ra sự thật đi. Lục An Nhiên giết huynh trưởng ta. Hôm nay dù có mất mạng, ta cũng phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Khánh Dương điện hạ, trước khi vào phủ, cô ta và Tề Dương điện hạ đã tâm đầu ý hợp. Sau khi nhà họ Lục thất thế, cô ta bất đắc dĩ mới nương tựa chỗ ngài. Thế nhưng vẫn còn dương dấn Tề Dương điện hạ. Cô ta còn sai chúng nô tỳ dùng xe chở rau truyền tin thay cô ta, để tránh tai mắt người khác. Điện hạ, chính vì bình thường ngài quá dung túng nên mới khiến Tề Dương điện hạ làm chuyện đồi phong bại tục thế này. Chuyện trong nhà bổn dương người cũng biết rõ quá nhỉ. Không dám. Bổn dương đưa Lục Dân vào quân doanh của ngươi, ngươi lại dùng cậu ta để giết cửu đệ. Ta cũng chỉ nghĩ cho điện hạ thôi mà, đến cửu đệ ngươi cũng dám giết. Ngươi quả thực không coi bổn dương ra gì. Ngày ấy đến bàn Thanh Hà, kẻ này có quá nhiều toan tính riêng, chưa chắc đã trung thành. Điện hạ, Tiêu tướng quân lợi dụng sự nghi ngờ của ngài, hòng diệt trừ cả ta và Tề Dương điện hạ. Không những giúp bản thân thoát khỏi sự đeo bám của Tề Dương điện hạ, mà còn thay mùi mùi cưng của hắn giải quyết cái gai trong mắt hắn là ta đây. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Đồng Thanh, cô nói quân đồng trú của Tiêu Ánh bao vây ban Thanh Hà, không phải là để trao đổi với ta, mà là ép cô uy hiếp ta đúng không? Lẽ nào điện hạ không thấy kỳ lạ? Nếu Đồng Thanh muốn trả thù ta, vậy tại sao không nói ra vụ tư tình của ta và Tề Dương điện hạ ngay ngày rời phủ, mà lại dòng do tìm đến Tiêu đại tướng quân chứ? Tiêu Ánh, người bao vây ban Thanh Hà thật ư? Vâng. Nhưng mà ta làm vậy chỉ vì ép Đông Thanh nói ra sự thật thôi. Đông Thanh, chỉ cần ngươi nói thật, chuyện hôm nay bổn dương sẽ bỏ qua hết. Tề Dương điện hạ, ta lừa ngài đến đây là ta có lỗi với ngài, nhưng ta thực sự không còn cách nào khác.
Tiêu Ảnh nói nếu ta không phối hợp với hắn, hắn sẽ tìm bừa một cái cớ tiêu diệt Ban Thanh Hà. Thánh Vương Điện Hạ, sự thật là những gì ta nói hôm nay đều là giả. Gì mà xe chở rau, gì mà lén lút tư tình, tất cả là Tiêu Ảnh. Là hắn bịa ra bắt ta nói, là hắn ép ta nói, nói nhăng nói cuội. Tiêu tướng quân, trước đây ngươi không giết được ta, bây giờ lại dùng thủ đoạn hạ lưu này vu oan cho ta. Ngươi còn có xứng làm tướng quân không? Điện hạ, ta to gan khuyên ngài một câu. Tiêu Ảnh bất nghĩa bất trung, đến điện hạ mà hắn cũng dám lợi dụng. Sau này, làm sao có thể liều cả tính mạng vì cơ nghiệp nghìn đời của điện hạ chứ? Lục An Nhiên. Ta giết ngươi. Ca, ca, ca ca. Điện hạ, cô vẫn không định nói với ta đúng không? Điện hạ muốn ta nói gì? Nói về chuyện hôm nay. Điện hạ có ơn cứu mạng với Đông Thanh. Hôm nay Đông Thanh lại vu oan cho điện hạ, khiến ngài mất mặt trước mọi người, thực sự là tội đáng muôn chết. Xin điện hạ trách phạt. Đông Thanh, cô biết chuyện ta muốn hỏi không phải chuyện này. Cô và Lục An Nhiên trước đây thân thiết như thế, hôm nay sao vậy? Chẳng phải rất tin tưởng cô ấy ư? Bởi vì đúng như điện hạ nói, Lục An Nhiên hy sinh ca ca ta là để giữ mạng. Được, xem ra bây giờ cô cũng hận cô ấy thấu xương rồi. Phải, vì vậy phối hợp hành động hôm nay của Tiêu Ảnh, chỉ điểm ta và Lục An Nhiên, cũng là để trả thù cô ấy. Không phải, là Tiêu Ảnh uy hiếp ép buộc ta. Vì sao bị hắn uy hiếp ép buộc mà vẫn vạch trần hắn trước mặt mọi người? Nếu cô tiếp tục kiên trì khẳng định, vừa có thể giải quyết khó khăn của Ban Thanh Hà, vừa có thể báo thù cho Thẩm đại ca, thế chẳng phải là tiện cả đôi đường ư? Giờ cô lại đi vạch trần hắn, bên này bên kia cô chẳng được lợi bên nào. Điện hạ, ta chỉ là một tỳ nữ nhỏ bé, đứng trước tình cảnh như vậy, làm sao có thể suy nghĩ chu toàn được? Không phải cô suy nghĩ không chu toàn, mà là cô biết người chiến thắng sáng nay có thể bảo vệ Ban Thanh Hà bình an, cũng có thể bảo vệ cô bình an. Vậy nên cô phối hợp với cô ấy diễn một vở kịch, ép cô ấy vào đường cùng, rồi lại rửa sạch thanh danh cho cô ấy. Lửa giận ngút trời của nhị ca cô chắc chắn sẽ không có chỗ trút. Vừa hay Tiêu Ảnh vốn dĩ đã có hiềm khích với huynh ấy, huống hồ hôm nay còn bày mưu hại huynh ấy, làm sao nhị ca ta dễ dàng bỏ qua được?
Điện hạ đừng ép ta nữa. Lục An Nhiên, muội thực sự rất hiểu lòng người, ngay cả ta cũng không tha. Các người câm miệng hết cho ta. Im hết đi. Im đi, im đi. Ta sẽ bảo ca ca giết hết tất cả các ngươi. Giết hết. Ca ca của ta đâu? Ta phải tìm ca ca. Ta phải tìm ca ca. Đừng có cười. Ngươi câm miệng ngay cho ta. Ca ca, ta phải tìm ca ca. Đừng bà. Đừng bà. Đừng bà. Đừng. Đừng bà. Dương Phi không cần căng thẳng. Bổn Dương sẽ không làm gì nàng. Ngày mai là Tết Trùng Dương, Bổn Dương còn phải đưa nàng lên núi ngắm hoa cúc. Nàng nhìn bộ dạng hiện giờ của mình xem, có còn thể diện của Khánh Dương phủ hay không? Chải chuốt lại đi. Phải rồi, chẳng phải nàng rất nhớ ca ca của nàng sao? Ngày mai Tiêu đại tướng quân sẽ đồng hành cùng chúng ta. Nàng vui chứ? Nhớ cài cây châm Bổn Dương tặng cho nàng. Ca, huynh nói gì đi? Ca, huynh nói gì đi mà? Ca, ca, ta sai rồi. Huynh đừng bỏ ta lại. Ca, ca, ta sai rồi. Ca, ca, ta sai rồi. Huynh đừng đi. Đừng bỏ lại ta một mình. Điện hạ, hôm nay xảy ra chuyện lớn, chắc chắn người sẽ không ngờ được. Sắp sửa sẽ đến cửa đập, không thể xảy ra bất cứ sơ suất nào. Rốt cuộc có chuyện gì? Đi đập vẫn ổn lắm, chắc chắn là có thể mở cống nghiệm thu đúng hạn. Vậy thì là chuyện gì? Tiêu Anh chết rồi. Điện hạ, sao người chẳng ngạc nhiên chút nào vậy? Người biết ngài ấy chết thế nào không? Chết thế nào? Tết Trùng Dương lên núi ngã chết. Người nói xem, đường đường là đại tướng quân, không chết trên sa trường mà lại leo núi ngã chết. Đúng là cười rụng răng. Không biết mấy vạn đại quân trong vài gian kinh thành sẽ rơi vào tay ai. Chắc hai vị kia là tranh nhau sức đầu rồi. Tiêu Ánh gây đau khổ cho bách tính, mặc dù tội đáng muôn chết, nhưng dùng lý do này để báo tang hắn mới nực cười làm sao. Hai người mình trân trọng nhất cuộc đời lại khiến mình càng ngày càng không nhìn thấu. Còn thứ mà lòng mình muốn bảo vệ, phải bảo vệ bằng cách nào đây?
Suy Nhi, dạo này công trình thủy lợi xây dựng đến đâu rồi? Tất cả vẫn bình thường. Trong tháng này là có thể xây xong đập rồi. Trước khi mùa lũ năm nay đến, có thể đưa vào sử dụng rồi à? Mấy ngày trước Tiêu Ánh trượt chân chết. Hắn ta chết đột ngột quá. Quân đồn trú trong vài gian kinh thành như rắn mất đầu. Hai ca ca của con đều đang tranh giành vị trí này. Theo con, trẫm nên giao cho ai? Vật sở hữu của phụ hoàng nên để phụ hoàng tự quyết định. Nếu trẫm cho con quyết định thì con muốn giao cho ai? Xem ra con cũng giống trẫm, cũng nhìn thấy lòng riêng của hai ca ca con rồi. Khánh Dương và Tiêu Ánh quan hệ thân thiết. Mùi mùi của Tiêu Ánh gả cho Khánh Dương, những thứ khó khăn lắm mới giành được, nó sẽ không chịu chấp tay nhường cho người khác. Còn Dịch Dương, nếu nó lấy được quân đồn trú trong vài gian kinh thành, với tính cách của nó, e là sẽ càng ngông nghênh phách lối hơn. Xem ra trong lòng phụ hoàng đã có tính toán. Chắc chắn ngươi đã nghĩ ra ứng cử viên thích hợp nhất rồi. Người trẫm nhắm đến là con. Quân đội là vũ khí sắc bén của quốc gia. Nếu để người có lòng riêng quá lớn chiếm được, chắc chắn hậu quả khôn lường. Con thì vô tâm với vụ thế này, đồng thời lại có đủ tài trí. Trong lòng trẫm, con là ứng cử viên thích hợp nhất. Tề Dương điện hạ, phụ hoàng, người biết mà, con không muốn bị cuốn vào tranh đấu triều đình. Con chỉ muốn xây xong công trình thủy lợi của con, làm người trông coi, coi thái bình. Con không muốn tiếp nhận con đường ta dạch sẵn, hay là không muốn ngôi vị trẫm từng nói với con trước đây? Trẫm biết bản tính con phóng khoáng, luôn hướng về cuộc sống tự do ngoài tường cao. Nhưng ham muốn trong cuộc đời con người không phải cứ hình thành là sẽ không thay đổi. Xuyên Nhi, tự do mà con khao khát và thứ con muốn bảo vệ, rồi sẽ có ngày con phải lựa chọn. Thế này đi, con cứ nhận ý của trẫm đi cái đã. Khi nào nghĩ kỹ rồi thì đến trả lời trẫm sao. Tề Dương điện hạ, trẫm hy vọng không phải chờ quá lâu. Lại rồi, Quynh cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Thanh Nhi, yên tâm đi, ta không chết được. Sao muội lại ở đây? Hôm đó, sau khi Quynh bị đâm, tiểu thư liền bảo ta giả vờ cắt đứt quan hệ với người. Vừa hay cũng có thể danh chính ngôn thuận trở về ban Thanh Hà chăm sóc huynh. Mọi người không hiểu lầm Lục An Nhiên chứ? Tiểu thư có ơn cứu mạng đối với ta. Tiểu thư là người như thế nào, còn ai biết rõ hơn ta nữa. Vậy thì tốt. Chỉ là trên đời này ai hiểu lầm tiểu thư, người cũng có thể mặc kệ. Nhưng Tề Dương điện hạ, Xuyên đệ, để ấy làm gì? Ngài tiểu thư đâm huynh, đúng lúc bị Tề Dương điện hạ nhìn thấy. Ngài ấy tưởng tiểu thư muốn giết huynh thật, nên còn đâm tiểu thư một nhát.
Nhát kiếm đó cắm trên người tiểu thư, nhưng khác gì cắm vào tim tiểu thư đâu. Xuyên đệ đâm Lục An Nhiên một nhát, hồ đồ quá. Không được. Thanh Nhi, muội đỡ tay dậy. Huynh vừa tỉnh lại mà, huynh muốn làm gì? Ta đi tìm Xuyên đệ. Ca, tiểu thư không cho chúng ta nói với Tề Dương điện hạ, người không muốn điện hạ bị cuốn vào. Giờ là lúc nào rồi? Mấy người các muội ai cũng tự cho mình là đúng, toàn là tâm tư nữ tử. Xuyên đệ đường đường là đại nam tử hán, để bị mấy cô nương các muội lừa tới lừa lui như vậy, trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào? Hơn nữa, chẳng lẽ muội không nhận ra hai người họ yêu nhau tới mức nào sao? Nhưng ta hứa với tiểu thư sẽ không nói rồi, đừng nhân nhị nữa. Muội hứa với tiểu thư nhà muội, ta lo cho Xuyên đệ của ta, hai chuyện không xung đột. Ca, ca, huynh đừng cử động. Thôi được rồi, huynh đừng cử động nữa. Ta sai người mời điện hạ ngày mai đến đây. Ngày mai huynh nói với ngài ấy đi. Các ngươi lui xuống hết đi. Vâng. Nàng, vết thương này điện hạ không cần lo lắng, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Chỉ là bị thương ngoài da thật chứ. Vết thương này của nàng làm sao mà có? Bổn vương nhớ trước đây nàng còn biết chăm chọc đôi câu, nhưng bây giờ nàng lại bình thản đến vậy. Nàng đã hoàn toàn thất vọng vì bổn vương rồi sao? Điện hạ nói vậy thật sự là khổ cho thiếp quá. Vương phủ này vốn là lãnh địa của điện hạ, thiếp còn phải dựa vào điện hạ, làm điện hạ sinh lòng hoài nghi, để người bên cạnh lợi dụng sơ hở, vốn là lỗi của thiếp. Bổn vương không muốn nàng biết điều như vậy. Ta biết, ta năm lần bảy lượt nghi ngờ nàng, còn suýt nữa khiến nàng mất mạng. Nếu những chuyện này xảy ra với Tiêu Kinh Tước, cô ta đã lập tung Thánh Nhân Phủ lên từ lâu. Nhưng nàng thì lại. Còn vết thương này của nàng nữa. Nếu người khác thoát chết trong hiểm cảnh, ít nhất cũng sẽ khóc to một trận. Còn nàng lại bình tĩnh đến vậy, nàng chưa từng hy vọng gì ở bổn vương có đúng không? Trong lòng điện hạ biết rõ, hoàng gia này, chốn đại diện tường cao này, vốn là nơi dày dò lòng người. Có người mệt mỏi, có người phát điên, tất cả đều dựa vào tu hành của bản thân mà thôi. Bổn vương cưới nàng về không phải là để nàng để tóc đi tu. Vậy ngài muốn ta thế nào? Bắn giết ngài không phân biệt được đúng sai, đa nghi thái quá, để ta vào chỗ chết biết bao nhiêu lần, hay là âm thầm rơi lệ cảm thán số phận bất công, khóc lóc kể lể với ngài? Ta đem lòng này gửi trăng sáng, ai ngờ trăng soi mương máng ư? Một trạch, ta đã từ bỏ thứ mình trân trọng nhất, cam nguyện bị nhốt trong vương phủ này, ngài còn muốn ta làm gì nữa? Thứ ngài đáp lại là gì? Chỉ có tổn thương vô cùng vô tận. Cuối cùng bây giờ ngài lại muốn ta quay lại là một thiếu nữ ngây thơ giống như Tiêu Kinh Tước. Chính ngài đã tự tay hủy hoại sự ngây thơ của ta. Chính ngài tự tay hủy hoại sự tin tưởng ta dành cho ngài. Không thể, không bao giờ quay lại được nữa rồi. Được rồi, bổn vương biết. Nàng tức giận như vậy là gì? Lòng nàng vẫn quan tâm đến bổn vương.
Nói thật lòng, trong khoảng thời gian này, hôm nay là ngày Bổn Dương vui nhất. Không phải Bổn Dương không biết, huynh muội Tiêu Kinh Tước vẫn luôn hại nàng. Nhưng giờ Bổn Dương hứa với nàng, ta sẽ khiến cả Dương phủ này biết ai mới là nữ chủ nhân của nơi này. Giờ thì chạy chốt lại một chút đi, một canh giờ nữa đến Dương phủ, Bổn Dương sẽ chứng minh cho nàng thấy.